Ngân hàng Nhà nước vừa phê duyệt kế hoạch chuyển đổi số ngành ngân hàng. Mục tiêu là đến năm 2025 có 70% giao dịch thực hiện trên kênh số này. Và để đẩy nhanh chiến lược số thì nhiều ngân hàng đã áp dụng quy trình ngược khi mà xây dựng sản phẩm và dịch vụ. Và hiểu một cách nôm na, tức là thay vì bán thứ mà ngân hàng có thì sẽ cung cấp thứ mà khách hàng thực sự cần. Và câu chuyện này cũng sẽ kết thúc bản tin tài chính kinh doanh tối ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Không phải nộp hồ sơ giấy tờ, chỉ với chiếc điện thoại, chị Thảo có thể dễ dàng vay trước tiền lương để chi tiêu ngay trên ứng dụng ngân hàng. Không cần tài sản đảm bảo, cũng không mất lãi vay. Có những cái thời điểm mà mình cũng đang cần tiền để tiêu, thế nhưng mà mình ra ngân hàng và mình làm thủ tục vay thì nó không bỏ. Còn nếu mà vay bạn bè thì có thể là ngại. Nên là mình có thể ứng trước, xong rồi đến cái khi mà có kỳ lương thì mình có thể hoàn trả lại. Ứng trước tiền lương hay tài khoản theo số điện thoại, một loạt các sản phẩm được ngân hàng này phát triển dựa trên quy trình ngược. Trước đây rất nhiều sản phẩm chúng ta làm ra để khách hàng không cần, thì bây giờ những sản phẩm khách hàng thật sự cần. Thay vì là cho khách hàng đến làm hồ sơ thủ tục vay mấy chục triệu, mất rất thời gian, mất khoảng 2-3 tuần mới vay được, thì là ứng lương các bạn đi làm cần tiền tức thời, đóng học cho con hoặc làm gì đó thì ứng lương ngay trong vòng 2 giây là có tiền để sử dụng. Thì đấy là cái nhu cầu của khách hàng. Đấy thì đấy cũng là cái thông điệp trong cái chuyển đổi số 810 của Ngân hàng Nhà nước, là chúng ta bắt đầu từ nhu cầu khách hàng trước, thay vì là từ các quy định nội bộ hay là từ các cái sản phẩm truyền thống trước đây của ngân hàng. Quy trình ngược đánh đúng vào nhu cầu của người dùng, giúp lượng khách hàng đăng ký mới e-bank của ngân hàng này tăng tới 170%. Thời gian tung ra sản phẩm cũng được rút ngắn đáng kể. Như ngày xưa, một cái sản phẩm phần mềm của chúng tôi có thể phát triển trong vòng 2 năm cho đến 5 năm mới được một sản phẩm phần mềm. Thế nhưng cho đến bây giờ thì một cái sản phẩm phần mềm nó chỉ được phép phát triển trong vòng từ 3 tháng cho đến 6 tháng. Nếu ngân hàng muốn tăng trưởng đột phá, muốn tạo ra sự khác biệt, thì họ cần phải đầu tư vào các nền tảng lớn, có khả năng điều phối toàn bộ các điểm chạm và trải nghiệm với khách hàng, giữ khách hàng là trung tâm, tức là tư duy giải quyết vấn đề của khách hàng, chứ không phải tìm vấn đề của ngân hàng để giải quyết trước. Hiện 9 trên 19 nghiệp vụ đã được nhiều ngân hàng số hóa hoàn toàn như gửi tiết kiệm, quản lý tài chính. Nhiều ngân hàng cũng ứng dụng thêm trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn vào quá trình đánh giá, phân loại nhu cầu của khách hàng, giúp đơn giản hóa quy trình thủ tục cho vay.